Dạ em xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Cả nhà ơi, hồi nãy giờ cái nhà buồn buồn cái lướt trên fanpage của chị Hồng Ni á, người đại diện phát ngôn cho Hồng Loan ha. Thì em thấy một cái status của chị Nana Si Nguyễn, là chị Ni nè cả nhà. Rất là dễ thương luôn. Đi Nana Si Nguyễn. Đó, thì cái nội dung là Út Mớm nhắn tin cho chị Ni. Thì chị Ni thì hồi chiều em thấy chị đang trực tiếp ở trên, chị đang ở ngoài sân bay Phù Cát á cả nhà. Thì em thấy là chị trực tiếp xong rồi cái xong xíu giờ chị đăng lên cái dòng status mà em coi mà em mắc cười lắm cô chú anh chị. Để em đọc cho cả nhà mình cùng nghe ha. Nè, đi đâu đi, lệnh triệu tập của công nương là về liền, nó khống chế Ni nha mọi người, áp bức luôn đó, nhưng Ni thích điều này, Ni tự nguyện. Ha ha, vì đơn giản không thể rời đi trừ khi nào gia đình đuổi Ni đi, sứ mệnh không thể thay đổi được rồi. À, cái nhà thấy ở dưới là cái nick dép lào của em gái Hồng Loan nè cái nhà, Hồng Loan em gái. À, hai người nhắn tin khá là dễ thương ha. Bài gì chưa cái bên đây thì đang về, trời ơi đang ra sân bay đó. À, thì cái bà Út Mớm mà mới nói là về đi. Xong cái chị Hồng Lê mới nói là mày mới là người chiếm hữu tao, mày mới là người khống chế cao, hãy trả anh đi về với vụ vị trí cũ. Cái xong cái Hồng Lê nói là hôm nào làm lễ nhận bà nội đi nha. Trời đất ơi, khá là dễ thương luôn cô chú anh chị. Thấy là tuy là chị em không phải là ruột thịt nha cả nhà, nhưng mà cả nhà thấy là Hồng Loan chỉ cần nói một cái là chị Ni giọt gì liền á cả nhà. Thấy không, lệnh triệu tập cô chú anh chị Ni gọi là lệnh triệu tập. Rồi bây giờ mình sẽ xem cái khán giả nói gì ha cả nhà ha. Quân sư đi nên chị Loan buồn. Thấy thương quá chừng hai chị em nhà người. Thấy cưng quá cô chú anh chị. Kiếp trước là của nhau nên kiếp này gặp lại. Là của nhau là làm sao ta, là chị em hả? Thương cái nết. Cũng khán giả là hai chị em thấy thương quá nè, khán giả thả tim nè cô chú anh chị. À, chị Hạnh Chiêu thì nói là trời ơi, trời ơi Ni hộ pháp, đọc mà cười xíu xíu. Trời ơi, chốt bà về đi chứ không cần nói nhiều. Rồi cái chị này A Thanh Dũng Nguyễn này thì nói là Loan bị nghiện Ni rồi cả nhà, khá là dễ thương, cọc mà thương không. Rất là nhiều những cái bình luận của khán giả cô chú anh chị. À, có một cái chị này Lê Liễu nè, chị nói nè em ơi có duyên mới gặp kiếp trước em, nợ chị Loan kiếp này phải trả. Em thiếu nợ chị Loan kiếp này phải trả, em thiếu nợ Loan kiếp này phải trả. Đó, thì có duyên có nợ thì kiếp này mới gặp đúng không cô chị. À, cô chú anh chị. Đó, người ta nói là có duyên ở giống như cái mắc nợ nhau thì kiếp này mới gặp á, kiếp trước mình nợ nần nhau cái gì đó, giống như có một cái duyên gì đó thì kiếp này chúng ta mới gặp nhau cả nhà. Nghĩa lại là chị Ni với Lon là chắc chị Ni nợ Lon quá. Tình thương mến thương thật sự chỉ đơn giản vậy thôi, đó mới là thương thật sự. Mãi ủng hộ Ni và Loan đó, mãi yêu ha, yêu Ni. Ở cái nhà thấy khán giả khá là nhiều bình luận luôn. Có một cái hình này nè, dễ thương không. Cái này là ở trên TikTok của nhà ơi. Cố lên hai chị em, đến một ngày sóng gió yên biển lặng, hai chị em nắm tay nhau đi chơi đã cái nư. Chúc Ni sức khỏe vui vẻ và vượt qua cơn sóng thần. Chị em nhà này cưng quá cả nhà. Thì hồi chiều thì em thấy chị Ni live, chị đang ở sân bay Phù Cát ha, đang chuẩn bị lên máy bay. Mà thì em thì cũng chưa không biết là chị Ni đi đâu. À, thì Hồng Loan cũng sốt sốt lo sốt vó là tại vì ngày mai là nhà cũng bên tòa án qua thẩm định rồi cô chú anh chị. Một ngày ngày mai là một ngày rất là quan trọng ha. Cho nên là Hồng Loan cũng trông chị Ni về. Tại vì chị Ni là người đại diện phát ngôn cho Loan mà, cho nên là rất là trông ha, lo sốt vó là phải
trong như vậy đó cô chú anh chị. Đôi khi một người xa lạ lo cho mình, đối xử tử tế với mình hơn cả người thân, thích ruột rà hay da. Thật sự không phải cứ là người thân trong nhà thì mới yêu thương nhau đâu cả nhà, mà nó còn một là một cái duyên nữa. Đôi khi những người mà những người không có thân thiết, không có ruột thịt gì hết, nhưng mà đến với nhau vì một cái duyên, một cái nợ gì đó ha, vì một cái giống như là cảm thấy hợp với nhau, chơi với nhau rồi thật lòng thật tình với nhau, với cô chú anh chị đó, thì nhiều khi không có tính toán gì đâu cả nhà. Đó, cả nhà thấy là khá là nhiều bình luận của khán giả yêu thương ha. Thì cả nhà cũng thấy là chú Năm chỉ có mỗi một người con gái là Hồng Loan thôi, nên là Hồng Loan cũng đã lên tiếng là bây giờ Hồng Loan chỉ cần tình thương thôi, không cần vật chất ha cả nhà. Thì bên cạnh Hồng Loan thì có anh Hai nè, chị Ba nè, chị Hồng Ni nè, anh Nguyên Vũ nè, anh Huy Sang và anh Linh Tý, chị Bích Trâm nè, đó là những anh chị trong tem yêu thương ha. Mà em thấy là mỗi lần ở nhà Hồng Loan mà có đám tiệc gì á cô chú anh chị, thì đều không thể vắng mặt của các anh chị này ha. Và đặc biệt một người đặc biệt nữa đó là má Tư Quốc Thanh nha cô chú anh chị. Má giống như là một người ba thứ hai của Hồng Loan vậy đó cả nhà. Rất là nhiều bình luận của khán giả nè cô chú anh chị. Em đi Mãi Định nhé, ủng hộ em và Hồng Loan. Rất cần bà chị này để yêu thương bảo vệ. Ni là thiên sứ được chú Vũ Linh đưa đến bảo vệ, con gái duy nhất của chú. Loan chưa yên ổn, Ni chưa rời xa được đâu. Ước gì có một người bên cạnh em như Ni. Thật sự đôi khi mình trong cuộc sống mình cũng rất là cần có một người tri âm tri kỷ đó nha, để mình có thể chia sẻ những cái vui buồn ha, những cái tâm sự mà mình không thể nói được với ai á, mà mình rất cần một người bạn thân thiết để mình tâm sự, mình chia sẻ. Nhưng mà rất là khó lắm đó nha, hiếm lắm, hiếm lắm, hiếm có mà được một người tri âm tri kỷ mà mình tin tưởng như là chị em trong nhà đó nha. Tại vì em không biết nói sao cả nhà, chứ mà em thấy bản thân em gặp nhiều rồi. Nhiều khi mình nghĩ người đó thân thiết như là chị em của mình á, mình chia sẻ những cái chuyện mà mình không có nói được với ai, ngay cả mà mẹ mình á mình cũng không nói được nữa cả nhà, thì lại chia sẻ với người đó, mình cảm thấy mình tin tưởng phải không. Nhưng mà khi mà mình vỡ lẽ ra thì mình hụt hẫng lắm cô chú anh chị. Nó không có như là mình suy nghĩ, không phải ai đến với mình đều thật lòng với mình cả nhà. Vì vậy tìm được một người tri âm tri kỷ mà như chị Hồng Ni ha, thì cũng rất là hiếm ha, ai cũng ước được như vậy hết á cả nhà. Mình hy vọng là tình chị em của Hồng Loan và chị Ni sẽ mãi mãi trường tồn theo thời gian ha, và các anh chị ở trong tem cũng vậy, luôn luôn yêu thương và bảo vệ cho gia đình nhỏ của Hồng Loan. Đây, thương quá, kiếp trước là hai chị em, kiếp này thất lạc nhưng giờ tìm lại được. Rất là thương cả nhà. Thì ngày mai là ngày 5 tháng 12 2023, thì cả nhà cũng biết là ngày mai là có một cái sự kiện rất quan trọng ở số 5 Đoàn Thị Điểm, nhà của Út Mớm Hồng Loan ha cả nhà. Là tòa án sẽ xuống thẩm định căn nhà của Hồng Loan ha. Và mấy giờ thì em không biết cả nhà, em chưa biết. Thì cô chú anh chị mình cùng đón xem, cùng theo dõi và ủng hộ cho Út Mớm nha cả nhà. Và em cảm ơn cô chú anh chị mình đã quan tâm theo dõi video của em. Yêu thương em, cho em xin một like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh nha cô chú anh chị. Chào tạm biệt cô chú anh chị và hẹn gặp lại trong video tiếp theo nha.